tính tới cái việc là làm sao để hạn chế. Này, tí mẹ đã nhìn thấy đâu? Adam. Thân cao đúng nghiêm chỉnh. Cùng bỏ test ra xem nào bằng thằng tí bằng từng nào rồi. Kém anh Nghe Hùng một tí. Mày bắn tao chỉ bắn chưa chứ còn gì nữa. Mày bay kìa. Ê, cả ba cái của con. Anh đặt với David đưa cho con cả ba cái. Cái này của con này. Dạ, cho con. Bố đi tí đứng xem nào, tí bằng bố chưa? Cho con qua khi nào được. Cho em cái. Tá ta, đứng với tí duy tí xem nào. Bố cao hơn thì cao, đứng nuôi ra kia với bố. Xem nào, thằng David nó nói xem nào có chuẩn không. Con nhìn ơi, con đánh chết nó rồi. Nào, đứng xem nào. Vẫn còn thấp hơn bố khối, đứng nghiêm chỉnh. Đứng nghiêm chỉnh. Đứng giáp cái lưng vào xem nào. Đứng giáp cái lưng vào. Thấp hơn bố, làm sao mà cao được hơn bố. Bố có 1m63 mà con mà như thế kia mà làm sao mà thằng David mà bảo là thằng David có cao hơn thằng tí không? Làm sao mà cao hơn thằng tí? Hôm nay nhìn hai thằng nó. Thôi thì bố đo con đi. Bố bảo là mẹ sẽ đo con.